Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ giới thiệu cho các bạn về Excel. Thì Excel hay còn gọi là Microsoft Excel là một chương trình xử lý bảng tính của Microsoft để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng. Bên cạnh đó, Excel cũng giúp thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng. Bảng tính Excel bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột với nhiều tính năng ưu việt và có giao diện thân thiện với người dùng. Vậy thì tại sao lại cần học Excel? Thì 90% các nhà quản lý giỏi trên thế giới dùng Excel để quản trị, và càng ở những công ty lớn thì phần mềm Excel càng được ứng dụng nhiều. Từ lập báo cáo, thống kê, phân tích số liệu, lọc dữ liệu, chuyển đổi và tính toán dữ liệu, v.v. Excel cũng được ứng dụng cho nhân viên văn phòng và kế toán, xây dựng, hành chính, nhân sự, xuất nhập khẩu, kỹ sư, v.v. và nhiều bộ phận, nhiều ngành nghề khác nhau đều dùng Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video được thực hiện bởi iGen Group.